Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợi nha các bạn. Thì hôm nay Lợi nói về tên bội của âm một chất, khi đây được gọi là bài tìm bội. Tìm bội của số số nguyên nha các bạn. Số nguyên được ký hiệu bằng chữ Z đó các bạn. 0, 1, 2, 3, 4, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4 đó các bạn. Được chưa ạ? Thì các bạn nhớ giúp Lợi, bội là chữ B, trừ 1, 0, 0, trừ 100 đó các bạn. Thì các bạn nhớ bội là nhân, bội là nhân, còn ước là chia. Thì bội các bạn nhân, nhân cho 0, được chưa ạ? Nhân cho 0, thì trừ 100 nhân cho 0 ra là 0. Nhân cho 1, nhân cho 2, nhân cho 3, trừ 100 nhân cho 1 nè, gây nhân cho 0 nè. Nhân cho 2 là trừ 200, nhân cho 3 là trừ 300, vân vân và vân vân. Sau đó các bạn lấy số đối của nó, số đối của một số đối nha, số đối. Thì muốn lấy số đối ta chỉ cần thêm dấu dấu trừ, trừ trừ 100 ra 100, trừ trừ 200 ra 200, trừ trừ 300 ra 300, vân vân và vân vân. Đó là cách tìm tìm bội. Mình nhắc lại lần nữa, bội là nhân, ước là chia. Các bạn nhớ cái câu đó giúp Lợi. Rồi các bạn hãy tìm bội của trừ 75 giúp Lợi nghe các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.